Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bim bim khoai tây. Nhưng mà là hình sợi nhé. Mọi khi là mình làm theo hình lát mỏng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn theo hình sợi. Khoai tây ba củ như này. Bạn bào nạo sạch phần vỏ đi. Sau khi nạo sạch xong, các bạn rửa đi và bỏ những cái phần mắt này đi nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngâm và bào luôn trong cái âu nước muối và giấm này. Mình đã pha sẵn nước muối và giấm ở đây rồi. Bây giờ các bạn bào vào đây luôn để cho miếng khoai nó không bị thâm. Các bạn cứ bào như vậy. Mình sẽ được những cái sợi khoai rất là mỏng thôi. Các bạn ngâm trong chừng khoảng 20 phút. Sau đó mình sẽ đổ ra rổ cho nó thật là ráo nước nhé. Sau khi ngâm được 20 phút, bây giờ các bạn đổ ra rổ nhé. Khi chúng ta đã đổ ra rổ như thế rồi thì chúng ta sẽ cho một cái nồi nước lên bếp. Chúng ta đun cho tới khi sủi thì các bạn thả những cái miếng khoai này vào nhé. Sau đó chúng ta vớt ra luôn. Đây là nồi nước mình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ các bạn sẽ thả khoai vào nha. Bây giờ các bạn tắt bếp đi và chúng ta đổ khoai ra rổ để lần này thì để cho thật là khô nước thì chúng ta sẽ chiên các bạn nhé. Các bạn dùng giấy thấm cho bớt cái nước đi để chúng ta chiên cho nhanh. Mùi rất thơm và bắt đầu nó óng vàng rồi. Các bạn chuẩn bị bớt nó ra nhé. Chuẩn bị sẵn một cái tấm dầu như này. Và bây giờ chúng ta bớt ra. Vậy là chúng ta được món bim bim khoai tây bào sợi rất là ngon, giòn. Món này thì các bạn có thể là trộn với cả bột phô mai hoặc là trộn với cả bột canh mì tôm ấy các bạn. Hoặc là mình có thể là chấm trực tiếp với cả tương ớt như thế này. Rất là ngon. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bim bim khoai tây và khoai lang nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một củ khoai lang như này và một củ khoai tây như này. Bây giờ mình sẽ nạo vỏ. Mình sẽ bỏ đi những cái phần bị nhựa thâm và những cái mắt như này đi. Sau đó các bạn cho vào một cái âu nước muối, nước muối và nước cốt chanh nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Các bạn ngâm vào để cho không bị thâm. Mình ngâm như này nhé. Khoai tây các bạn cũng cạo sạch như thế này. Cái phần khoai tây này các bạn cũng phải bỏ cái mắt đi nhé. Cái mắt này thì ăn không tốt một chút nào, rất là độc. Rồi, sau đó chúng ta ngâm vào nước muối này nha. Bây giờ đến công đoạn tiến hành là chúng ta sẽ nạo khoai tây thành từng miếng. Các bạn nạo như này. Các bạn sẽ bào như vậy. Thành từng miếng này. Và khoai lang cũng vậy, tương tự như vậy nhé. Các bạn cũng bào như vậy. Chúng ta đã bào xong thì các bạn ngâm trong nước muối và nước cốt chanh như này khoảng 15 phút các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ đổ ra rổ để cho nó thật là ráo nước. Chúng ta rửa qua để cho khô nước thì chúng ta sẽ đi chiên. Khi khoai đã được rửa sạch và để nó ráo nước như thế này rồi thì các bạn sẽ cho dầu vào chảo để chúng ta tiến hành chiên nhé. Khi dầu đã già rồi thì các bạn thả khoai vào nhé. Sau khi chiên xong, chúng ta được một đĩa khoai tây như này, khoai tây này, khoai lang này, màu rất là vàng, là đẹp đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cho vào âu và chúng ta sẽ trộn với cả bột canh hoặc là bột phô mai nhé. Các bạn cho vào bát này. Một nửa này mình sẽ cho bột canh. Một nửa này thì mình sẽ cho bột canh mì tôm. Chúng ta cho bột canh mì tôm vào. Sắc đều nhé. Vậy là chúng ta được một món bim bim rất là giòn. Giòn vụn rất là ngon các bạn. Mình sẽ cho ra đây. Còn phần còn lại này thì chúng ta sẽ trộn với bột phô mai nhé các bạn nhé. Các bạn cũng cho bột phô mai vào và chúng ta sẽ mix như vậy.
Bột phô mai thì rất là thơm. Vậy là chúng ta được món bim bim lắc phô mai rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa và cho các con cùng thưởng thức nhé. Vậy là chúng ta được món bim bim khoai tây, khoai lang nữa. Rất là ngon và cách làm cũng khá là đơn giản, đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.